Bắt đầu. Giới thiệu với các bạn, đây là mô hình nuôi chim cô gái sinh sản bán hoang dã. Và một trong những yếu tố thành công để chim khỏe, chim giống tốt, con khỏe, trừ phôi tốt là các bạn phải hạ thổ như thế này. Và các bạn nuôi nó cái thể tích rộng khoảng 3-4 mét khối, nó bay nhảy tự nhiên, nó giao phối trong một cái không gian rộng đó. Để các bạn thấy là có nắng, có gió, có đất, có cát và có không gian rất là ok. Thì mình thực hiện clip này là mình sẽ bán trứng cho một bác. Và các bạn thấy là đây là con chim ở dưới này là con chim mái. Đó, mình zoom lại một chút. Đó. Đây là con chim mái. Đó, và đây là con chim kia. Đây là con chim mái. Trên bên trên là con chim trống đang ấp. Mình zoom lại một chút. Đó. Con chim trống đang ấp. Đó. Đây là hình ảnh rất là chân thực mà rất là chia sẻ với các anh em. Trong trường hợp anh em mà mua trứng mà trứng không có phôi, hoặc là trứng phôi kém, hoặc là trứng như thế nào, con ra làm sao, các bạn nên alo lại để phản hồi lại ý kiến cho mình. Thực tế là mình thành tâm thành ý chuyển cho các bạn trứng rất là ok. Đấy. Như thế này đây là các bạn, tôi sẽ nhặt trứng ra. Quay hộ cái. Quay cứ quay dí vào chỗ nó đang ấp này. Đôi này vừa đẻ 2 ngày. Đôi này là trứng to, con thổ. Kệ nó. Đây là mình sẽ nhặt trứng. Và khi làm cái chuồng này tôi cũng thiết kế rất là tiện lợi trong công tác, các bạn lên đuổi khẽ khẽ con chim ra trước, không là nó dãy. Đó. Nó ra một cách từ từ. Quay đi, quay rõ quả trứng nhá. Nhìn rõ. Chứ nhìn thì quay ngang vào cái ổ của nó thôi. Đó. Đấy, nó con mẹ con bố nó vừa xuống đó. Thế thì tôi thấy là đây là hai quả trứng này rất là đảm bảo. Bởi vì nó khô trứng và nó to trứng, tôi sẽ chuyển cho một bác nhận ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Đấy, thì tôi sẽ nhặt cái trứng này đây. Đấy, các bạn làm cái lỗ như này thì chuột nó không vào được, tại vì nó treo bu bơ này. Đấy, mà chim nó không bao giờ bay tốc ngược ra được. Đấy, mà các bạn thấy là cái ổ đẻ này nó vẫn đẻ mãi thôi, kể bác bắt con bắt trứng đi. Vậy vì chi là khi các bạn làm cái lồng như này thì cả trộm không thể ấy được. Cả trộm nếu mà cắt xong lưới mà chui được vào thì chim nó cũng bay ra, hoặc là nó phạch, nó làm cho cái việc rất là bất tiện. Đó. Thì cái cách mình thiết kế là như vậy. Mỗi một cái này thì thường là khoảng 3 mét khối. Tôi sẽ dí chưa? Dí qua cái này đây. Nhìn rõ chưa? Đấy, chụp ảnh luôn. Đừng chụp vào cái phần đằng trước. Đừng chụp vào đấy. Chụp đấy. Thôi được rồi đây. Đấy, tròn tròn ở trên. Đây. Xem nào. Đấy. Nữa đi xem nào. Đưa chụp cho. Đây là hai quả trứng nhá. Mẹ nó vừa ấp xong. Con bố vừa ấp xong. Đấy. Các bạn thấy đây là cặp bố mẹ nó rất là thuần. Mình đảm bảo là giọng thổ luôn nhá. Đấy. Thì như này các bạn nhặt trứng đi thì nó lại đẻ luôn lứa tiếp theo. Và các bạn cho hoang dã như này, có nắng, có gió, có đất, có cát, có cám, có lúa. Ok chưa? Để giữ đây để bắt trứng. Trứng này các bạn lên chuyển vào giai đoạn 3 ngày đầu và 3 ngày cuối thì nó sẽ là theo kinh nghiệm của mình nó sẽ hiệu quả nhất. Đây là quả trứng. Đấy, quả trứng này rất là ok.
Đó, mình phải thấy là trứng nó đảm bảo. Đó, cứ quay ở đây thôi. Cũng có những cái trường hợp mà một cái nứa nào đấy do thời tiết, do cái con thể trạng con đực thì nó có thể là cái phôi nó kém, thì các bạn cũng có thể ý kiến thẳng với tôi thì tôi cũng sẽ có thể hỗ trợ. Đây là nó rất chân thành luôn đấy, chứ không phải là tuyệt đối, bởi vì cái các bạn nuôi con gà gà đẻ thế thôi, cái giai đoạn nó con trống đầy trứng phấn hồng rất là đẹp, trứng này nó rất ok, mới ấp được 2 ngày. Thì các bạn thấy là con trống nó thay lông, và con trống thể trạng kém thì đương nhiên phôi nó sẽ kém. Nhưng bản thân Thao chim cu gáy thì rất là thành tâm muốn nhân giống chim cu gáy trên mọi miền Tổ quốc. Anh em mua trứng hoặc là các bạn có thể là mua một đôi chim bố mẹ Nhật Pháp vú nuôi, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ thành một công thức để các bạn ra được chim non. Đây là một trong những cái quan điểm chia sẻ rất là chân thành của tôi. Đó, thì các bạn đặt đây thì chuột không thể bao giờ vào được. Đó. Và các bạn thấy là cái quả trứng này thì là chụp quả trứng này. Đấy. Chụp. Đấy, các bạn thấy là đây. Đấy. Đây. Đây là cái gì đây? Thổ ha. Thổ, trứng thổ. Chụp đi. Chụp đây cơ mà. Đấy. Đấy. Ok. Mong các bác là đó, quay ra đây. Thì các bạn thấy là đây là quả trứng này, thì quả này nó sẽ bình thường 2 quả. Đây tôi sẽ minh họa cho các bạn thấy. Đó. Các bạn thấy không? 2 quả trứng này thì về cơ bản là các bạn thấy nó khá là khác nhau. Một quả thì ngắn hơn, tròn hơn. Một quả dài hơn. Thì các bạn thấy là những cái đôi này là mình đã để ý rồi, ra một trống một mái và phôi rất là ok. Đấy, thì các bạn thấy là nó mới còn phấn hồng này, trứng mới đẻ phấn hồng. Đây là con trống này, đây là con mái này. Đó, thì các bạn thấy là con trứng quả trống bao giờ nó to và dài hơn một chút. Đó, và trước khi chuyển thì các bạn lên kiểm tra qua phần vỏ này, nó không có phần bị dập vỡ gì cả. Đấy, thì các bạn nên cẩn thận như thế, bởi vì các bạn dù 100.000 hay bao nhiêu một gì thì, như mà mình đã xác định làm ăn kinh tế thì các bạn phải luôn luôn giữ uy tín, luôn luôn qua mạng. Tất nhiên là có những rủi ro xác suất thì các bạn lên không lên có những cái thái quá, các bạn lên gọi điện trực tôi, gọi điện trực tiếp cho tôi, thẳng thắn trao đổi với tôi sẽ có trách nhiệm và có hỗ trợ với các bạn. Mong là cái clip này sẽ tăng thêm cái niềm tin cho anh em ở trên mạng khi mà còn yêu thích mà nuôi chim cu gáy. Mình tên là Thao, số điện thoại là 01 63 530 5982. Mùa này thì các bạn lên chuyển trứng vào và ấp luôn trong ngày, bởi vì nó cũng khá là nóng rồi. Đấy, thì các bạn thấy là tôi sẽ để nó như thế này. Đấy, tôi để này thì tôi sẽ đóng thế này, trong trường hợp là và đập rơi không vấn đề gì cả, bởi vì tôi lót tứ bề rồi và nó không tì vào nhau. Thì với cái những cái hộp giấy như này tôi có thể chuyển đi khắp toàn quốc. Nếu mà trứng trong ngày đầu các bạn có thể mua này, các bạn để mát, các bạn để khoảng 3 ngày. Và đây là khách hàng của tôi, khi khách hàng này là họ ở Hà Nội, họ gần ở bến xe Mỹ Đình họ lấy. Và nếu như các bạn ở các tỉnh miền Trung, miền Nam hoặc là các tỉnh phía Bắc thì các bạn có thể là nhận qua hệ thống xe từ các bến trung tâm thành phố Hà Nội gửi đi. Số điện thoại của bác này là 0902 298 009. Bác kỳ có mua một đôi chim cu Nhật Pháp và bây giờ nó đang ấp được 2 ngày, và bác gọi điện cho tôi đã quyết định để cho bác giống đôi chim cu này. Và cũng có rất nhiều khách hàng trên kênh của mình đã mua trứng và đã nở con rồi, và tôi khuyến cáo một lần nữa là các bạn lên gọi điện cho tôi trong mọi trường hợp trứng nở hay không nở, hay phôi hay không, các bạn nên được lên luôn luôn phản hồi với tôi để tôi còn rút kinh nghiệm và để tôi còn biết được cái chất lượng cũng như cái khả năng dịch vụ của phục vụ của chúng tôi như đến đâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Chim Cu Gáy Hay của Thao trên YouTube và trên Facebook. Số điện thoại của tổng đài Chim Cu Gáy là 01 63 530 5982.
Bây giờ mình làm thế này đây để chiều nay mình chuyển. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn hãy đăng ký kênh để đón nhận những video tiếp theo.